Thay vì dùng bút mực để vẽ trên giấy hay dùng vải để may như các bạn cùng học khác, cô gái Gracia lại có sở thích dùng chính những cánh hoa thật để tạo nên những bộ cánh thời trang hấp dẫn cho các bạn gái. Ý tưởng sử dụng những cánh hoa tạo mẫu váy đến với Grace khi cô phát hiện bông hồng đỏ, một người bạn trai tặng cô đang dần héo úa. Cô chia sẻ rằng cô nhớ là nó rất đẹp và cô muốn lưu giữ vẻ đẹp đó. Vì thế cô đã tạo ra những bộ váy từ chúng. Grace chia sẻ, đam mê thời trang của cô bắt đầu từ khi cô còn rất nhỏ. Khi ấy cô thường dùng những mảnh vải vụn của bà để may váy cho búp bê. Lớn lên, cô theo học ngành thiết kế thời trang và liên tục tạo ra những mẫu váy áo rất độc đáo. Không dừng lại ở hoa hồng, Grace sau đó tiếp tục thể nghiệm với nhiều loại hoa. Cô thích sử dụng những loại hoa nhiều cánh đa dạng về kiểu dáng như ly, cẩm chướng. Grace cũng chia sẻ thêm rằng những chất liệu này giúp cô thiết kế được những mẫu váy mà cô chưa từng nghĩ tới. Với một khối óc và đôi tay tài năng, Grace cho biết cô sẽ còn thử nghiệm thêm nhiều loại chất liệu độc đáo khác nữa trong hành trình chinh phục những đỉnh cao thời trang của mình.